Chào mừng quý vị đến với chương trình Tài chính cuối tuần. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia tâm lý thì tài chính luôn là vấn đề gây mâu thuẫn hàng đầu giữa các cặp vợ chồng, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ. Làm như thế nào để đảm bảo một cuộc sống tươm tất hàng ngày nhưng vẫn có những cái khoản tài chính nhàn rỗi để phòng ngừa cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống, cũng như là thỏa mãn niềm đam mê của tuổi trẻ. Trong chương trình Tài chính cuối tuần số đặc biệt đầu năm 2018 này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị chủ đề bảo vệ tổ ấm hạnh phúc của các gia đình. Và trong phần 1 thì chúng tôi rất vui có sự hiện diện của hai vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là Én Vàng Khánh Ly cùng với Startup trẻ Như Quý. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là liệu trong cuộc sống gia đình của anh chị thường có những cái nảy sinh mâu thuẫn về tài chính hay không, và cái cách để các anh chị có thể vượt qua được những cái mâu thuẫn này. Câu hỏi đầu tiên có lẽ là dành cho chị Khánh Ly. Thì được biết là chị được công chúng biết đến nhiều từ sau khi tham gia cái chương trình Người dẫn chương trình truyền hình năm 2012. Và từ đó đến nay thì có thể thấy là sự nghiệp của chị liên tục có những cái bước thăng tiến. Như vậy thì chị làm sao có thể thu xếp được cái thời gian bận rộn cho công việc nhưng mà vẫn có một cái quỹ thời gian dành cho gia đình của mình ạ? Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Thúy. Cảm ơn câu hỏi của Thúy rất là nhiều. Và để trả lời cho câu hỏi này thì Khánh Ly nghĩ là bởi vì là tụi mình cũng đang có một công việc chung, gần như là đồng nghiệp với nhau. Dạ. Cho nên là tụi mình sẽ rất là hiểu về cái quỹ thời gian. May mắn là bởi vì cái công việc của mình nó không phải là một cái công việc có khoảng thời gian ổn định, cho nên là mình khá là chủ động về khoảng thời gian ở trong gia đình cũng như là sắp xếp cho công việc của mình. Ly của những cái ngày trước hôn nhân á thì Ly thường xuyên là sẽ dành thời gian cho công việc hầu như là 80%. Nhưng mà sau khi mà mình có con thì mình phải sắp xếp lại khoảng thời gian nào mình dành cho công việc, và còn lại tất cả những khoảng thời gian còn lại đó thì mình sẽ phải dành cho con cái cũng như là dành cho gia đình của mình, để mình phân chia một cách rõ ràng. Mình phải dung hòa được giữa gia đình với lại giữa công việc. Như vậy thì tôi nghĩ đó là một cái cách để cho mình có thể bảo vệ tổ ấm của mình tốt nhất. Tại vì nếu mà mình cứ theo cái guồng xoay công việc thì rõ ràng là gia đình, con cái không ai lo hết. Dạ vâng. Anh Quý thì có đồng ý là chị Ly đã hoàn thành được cái vai trò của người vợ trong gia đình của mình hay không? Như ở gia đình mình thì mình thường là phân công công việc như thế nào? Anh thấy cái phân công công việc thì nghe có vẻ nó hơi ghê gớm quá. Nhưng mà trên thực tế là anh với lại chị Ly cũng có những cái cách để mà chia sẻ với nhau những cái khó khăn trong cuộc sống cũng như những cái vấn đề của gia đình. Ví dụ như là anh với lại chị Ly cũng đã từng ngồi bàn với nhau là chị Ly sẽ là cái người lo cho gia đình và lo cho con cái trong cái giai đoạn ngắn hạn, còn anh sẽ là cái người để xây dựng những cái mà nó mang tính dài hạn hơn trong tương lai. Thì khi mà đã làm rõ đó rồi thì gần như là những cái khó khăn hay những cái mâu thuẫn trong cái cuộc sống thì nó gần như là nó không còn nữa. Dạ. Các chuyên gia tâm lý nghĩ là cái tài chính là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà thường là nó tạo ra những cái mâu thuẫn trong các cái cặp vợ chồng, đặc biệt là những cái cặp vợ chồng trẻ nha anh chị. Thì không biết là trong gia đình của mình thì có thường là phải phát sinh những cái mâu thuẫn về tài chính như vậy hay không? Chắc chắn là khi mà cưới nhau hầu hết các cặp hôn nhân đều có mâu thuẫn hết, quan trọng là cách mình giải quyết như thế nào. Thì đúng như là Thúy nói, rõ ràng là trong cuộc sống mà mâu thuẫn nhiều nhất là vẫn là cái vấn đề về tài chính. Chúng ta cũng gặp rất là nhiều những vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là khi mà có con thì những cái thay đổi, những cái kế hoạch thay đổi hết trơn. Đối với Ly á, trước khi mà có con và sau khi có con là hai khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau. Tại vì đối với phụ nữ của tụi mình thì trước khi có con á, thì mình sẽ nghĩ đến là cái phần tài chính này mình sẽ làm gì gia đình. Nhưng mà khi mà có con rồi, nếu như mà mình không có một kế hoạch xác định á, thì sẽ bắt đầu là mình sẽ phải chi tiêu những cái nguồn này. Và khi mà hai vợ chồng không có ngồi nói chuyện được với nhau để giải quyết vấn đề đó thì chắc chắn là cái vấn đề tài chính nó sẽ dẫn ra mâu thuẫn. Dạ, cái lần mà mâu thuẫn về tài chính xấu, trầm trọng nhất giữa hai, căng thẳng nhất giữa hai anh chị là khi nào? Trước khi mà sinh con á thì có ngồi lại nói chuyện là anh, bây giờ sanh xong thì mỗi tháng tụi mình phải phân ra anh đưa cho em bao nhiêu, em lấy bao nhiêu và cái đó đắp ra nuôi con. Lúc đó thì mình quên mất là ông xã mình đang là một startup, có nghĩa là mình biết ông xã mình đang cần rất là nhiều thời gian và nguồn tài chính để đầu tư vào kinh doanh. Nhưng mà không hiểu tại sao cái thời điểm đó bản thân mình không có thông cảm được. Cho nên là hai vợ chồng nảy sinh vấn đề đó thì cũng có giải quyết được. Còn không biết là về phía chồng mình thì có thời điểm đó ông hận lâu lắm. Dạ, giống như là chị Ly vừa mới chia sẻ thì em được biết là ngoài cái vai trò là một nhạc sĩ
sĩ, một giảng viên, thì anh Nhật Quý còn là một startup trẻ với cái công ty mang tên là Ada Music. Thì không biết là cái giai đoạn mà khởi nghiệp thì chúng ta đều biết là nó tốn rất là nhiều cái chi phí ban đầu và nó phải có những cái khó khăn nhất định, thì lúc đó thì anh có quá khó khăn trong cái việc là xoay trở tài chính hay không? Trước khi mà anh bắt đầu startup á, thì anh có những cái công việc khá là tốt, khá là ổn định, và anh có được một cái thu nhập khá là tốt để mà có thể trang trải được rất là nhiều thứ trong gia đình. Tuy nhiên là quan điểm của anh thì anh thích lựa chọn những cái thử thách nhiều hơn, cho nên khi mà anh quyết định là xây dựng một cái startup đó thì bắt đầu nó sẽ rơi vào những cái tình trạng khủng hoảng. Trước khi mà xảy ra khủng hoảng là mình bắt đầu mình nghĩ tới những cái viễn cảnh nó đẹp hơn, là mình sẽ có những cái khoản tiền để mà mình đầu tư vào trong trang thiết bị, cơ sở vật chất rồi tất cả mọi cái. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình đầu tư rồi, bắt đầu là trên một cái lộ trình dài mà mình phải đầu tư cả công sức, tiền bạc và thời gian cho nó, mà trong khi đó là cái startup trong khoảng từ 3 tới 5 năm đầu thì nó sẽ khó có thể mang về được cái lợi nhuận, về cái doanh thu. Cho nên đó là những cái mà nó tạo ra cho mình những cái áp lực, ngoài cái việc là mình phải gồng gánh làm sao để cho cái startup của mình nó vẫn duy trì hoạt động và phát triển tốt được, thì mình còn phải lo ngược lại cho gia đình, cho vợ con cái, rồi cả ba mẹ của bản thân anh. Thì do đó là đó là một cái khoảng thời gian rất là khủng hoảng, mặc dù là trước khi cưới thì đã ngồi nói với Ly rồi, có nghĩa là bản thân thì mình là cái người lớn lên trong một cái gia đình mà luôn luôn gặp cái khó khăn về tài chính từ nhỏ, thì do đó là mình hiểu được là những cái áp lực tài chính nó gây ra những cái sự khủng hoảng như thế nào đối với lại cha mẹ của mình ngày xưa. Thì mình hiểu cái việc đó và mình có nói với Ly là khi đã cưới nhau thì phải hiểu cái việc đó, phải chấp nhận là sẽ có những giai đoạn rất khó khăn. Thì lúc cưới nhau thì vẫn nghĩ là mọi thứ sẽ màu hồng, thì có nghĩa là biết là sẽ có khó khăn đó, nhưng mà nghĩ là mình có thể vượt qua được. Nhưng mà thật ra là chỉ ngay khi mà bắt đầu có bầu Win, đúng không, thì bắt đầu tới cái khủng hoảng, là bởi vì thời điểm đó thì Ly bắt đầu ít nhận show hơn. Rồi sau đó là bị lo lắng là khi đẻ con ra rồi phải, tại vì đứa đầu lòng mà mình đâu có biết là mình phải chăm sóc nó như thế nào, phải mua cái gì, thì do đó là cứ bị lo sợ cái việc đó, thì nó tạo ra liên tục những cái giai đoạn khủng hoảng đó. Em rất là hiểu cái tâm trạng của chị Ly. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cứ thấy là cái tiền chi cho doanh thu, cái tiền chi cho cái chi phí nó càng ngày càng nhiều mà chưa thấy cái doanh thu mang lại, thì có khi nào là chị Ly xúi anh là thôi bỏ đi không làm nữa không? Thật ra là Ly thì bản thân Ly biết tiếng Anh rồi, cho nên là Ly sẽ không xúi cái việc đó, và Ly cũng biết chắc chắn là xúi cũng không được đâu. Xúi không được. Thì thật ra là Ly cũng có những cái lúc Ly khuyên thôi, tại vì cái cách của người phụ nữ thường đa số sẽ chọn cái giải pháp an toàn nhiều hơn. Cho nên là Ly thường sẽ khuyên là cái này nên làm, còn cái kia không nên làm, cái kia rủi ro quá như thế này nọ. Nhưng mà đối với quan điểm của anh thì là cái tuổi trẻ của mình không thể lấy lại được nó. Và thật ra với những cái kiến thức mà mình tích lũy được trong cái thời gian tuổi trẻ, mình có thể làm bất kỳ việc gì sau đó. Cho nên quan điểm của anh là anh có thể dành 10 năm để anh xây dựng tất cả mọi cái trong thời gian tuổi trẻ. Và sau đó nếu lỡ nó có thất bại, tất cả những cái đó thì mình vẫn đủ khả năng để mình làm lại mọi thứ. Vượt qua cái khủng hoảng như vậy thì anh chị là có thể là rút ra cho mình, hay là cái chia sẻ một cái kinh nghiệm như thế nào đó để mình đưa ra một cái kế hoạch tài chính cho gia đình mà có thể dung hòa được mong muốn của cả vợ và chồng. Chắc mời chị Ly. Ly thấy là cái mâu thuẫn về tài chính xảy ra trong gia đình nhiều nhất là cái khoảng thời gian mà người vợ bị động về tài chính của mình. Ví dụ như là Quý nói là đứa đầu tiên, có nghĩa là lúc đó là đi bầu 5-6 tháng đi không có thể kiếm ra nguồn thu từ công việc của mình nữa, và nó kéo dài cho đến khi sinh em bé được 2 tháng. Khoảng thời gian đó thật sự là mình rất là stress, tại vì do là mình đang còn rất là nhiều thứ phải chi, nhưng mà mình không thể nào mà mình có được cái nguồn thu nữa. Tại vì công việc của mình là một công việc rất là cần về hình ảnh, và trong cái đó là mình đã không phải là một cái công việc ổn định. Cho nên là từ đó mình mới rút ra một cái kinh nghiệm, có nghĩa là nếu như mà gia đình nào mà chuẩn bị muốn tiến tới hôn nhân, và sau hôn nhân là chúng ta sẽ nghĩ đến con cái, thì chúng ta nên có một kế hoạch về tài chính. Và thậm chí là cái kế hoạch đó phải nuôi dưỡng được đứa con ít nhất phải ra được tầm 5-6 tháng, nếu như mà nếu như mà người vợ đó không phải là làm trong một công ty mà có một cái chế độ mỗi tháng chế độ thai sản, mình cần phải có một cái bảng rất là chi tiết là mỗi tháng thì mình cần phải chi bao nhiêu và tới tháng nào thì mình sẽ phải ngưng công việc lại. Như vậy thì đến thời điểm đó mình cần bao nhiêu tiền để mình phục vụ cho công việc của gia đình, phục vụ cho việc nuôi con, thì nó sẽ làm cho mình cảm giác là mình thoải mái hơn về mặt tài chính.
thì nó sẽ làm cho các cặp vợ chồng ít gây gổ với nhau hơn. Thay vì mình ngồi đó để mình tìm cách để mình ngồi mình tạo ra cái mâu thuẫn lẫn nhau, mình khó chịu lẫn nhau, thì tại sao mình lại không tìm cách để mình dung hòa bằng cách là mình cũng sẽ phải có một cái nguồn thu nhập để mình phụ giúp với lại ông xã của mình trong việc nuôi nấng gia đình và con cái. Thì đúng rồi, thì Ly nghĩ là các chị em phụ nữ thực sự bây giờ là một cái xã hội rất là hiện đại, và người ta có thể tìm được công việc không chỉ là chỉ riêng những người đi làm, mà ngay cả những người tại nhà cũng có thể kiếm được công việc cho mình, vừa nuôi con mà vừa có thể bán hàng, để ví dụ như là họ bán hàng online. Ừ, dạ vâng, cảm ơn chị. Còn trên góc độ của một người chồng thì anh Quý như thế nào? Thì anh cũng nghĩ giống như Ly, mình là những cái người trẻ và mình sống trong một cái xã hội rất là năng động như hiện tại. Ừ. Thì bản thân mỗi người đều cần có một cái nguồn thu nhập riêng để mà khi mà mình cần trang trải bất kỳ một chi phí gì cho bản thân hoặc là cho gia đình thì mình có thể ngay lập tức mình sử dụng cái khoản thu nhập đó để nó đỡ phải gây cái áp lực về cả kinh tế, rồi từ đó nó dẫn tới tinh thần cho cả gia đình cũng xảy ra. Một cái thứ hai đó là anh nghĩ là cái này cũng là cái mà anh phải học lại sau này, đó là cái thời điểm bắt đầu từ sau khi mà hai vợ chồng có những cái khủng hoảng giống như vậy thì anh lập ra rõ ràng hơn những cái kế hoạch về tài chính của riêng cá nhân mình trong cái quá trình mà mình hoạt động cho công việc và cả cho gia đình và cả cho bản thân. Dạ. Bởi vì thật ra là Ly thì Ly biết anh từ ngày xưa, anh là một cái người rất là thích mua đồ, bởi vì anh rất là thích đồ công nghệ, thích nhạc cụ, anh thích nhiều lắm, thích đủ dạ. thứ. Mỗi lần thì... không mua là chị stress lắm em. Mấy cái đồ đó là được giá trị cao đúng, đúng rồi. Thì khi mà lập gia đình rồi và anh vẫn tiếp tục theo cái thói quen đó thì nó tạo ra những cái áp lực về cả tinh thần và cả cái kinh tế cho gia đình. Ừ. Cho nên là sau đó bắt đầu anh lập kỹ hơn. Giống như bây giờ trên điện thoại của anh cũng có một cái app chi tiêu, là mỗi lần anh xài cái gì thì anh ghi vào trong đó. Ừ. Thì tới cuối mỗi tháng thì anh biết được trong tháng đó anh đã xài những cái hạng mục gì cho những cái việc gì. Và anh quy định luôn cái hạn mức là mỗi tháng tối đa mình được xài trong cái khoản nào. Thì tất nhiên thỉnh thoảng vẫn vô ra tí xíu. Dạ. Mà nó vẫn đỡ hơn so với trước đây là anh xài mà anh không biết được là nó sẽ đi đâu về đâu. Vâng, rất cảm ơn anh chị, đòi hỏi là những cái chia sẻ rất là thú vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc trao đổi rất là thú vị với gia đình của Én Vàng Khánh Ly cùng với Startup Trẻ Nhật Quý. Hy vọng là những chia sẻ rất là chân thực và quý báu vừa rồi có thể cung cấp cho quý vị thêm một cái gợi ý trong việc là làm sao để dung hòa những cái mâu thuẫn tài chính trong gia đình. Chúng tôi sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và sẽ trở lại với phần trao đổi với chuyên gia tài chính của chương trình. Xin quý vị đừng chuyển kênh.